Nào, chúng ta bắt đầu các anh chị. Chúng ta đến cái phần trong cái môn học này, như tôi nói là cái phần thiết kế là cái phần quan trọng nhất, là phần quan trọng nhất. Và trong cái phần thiết kế này á thì là cái phần thiết kế dữ liệu á thì lại là cái phần quan trọng nhất trong những cái phần thiết kế nữa. Tuy nhiên là cái việc mà quan trọng nhất đó đó thì nó có ý nghĩa một cách chung, một cách toàn cục. Đối với các anh chị thì nhiều khi là cái phần thiết kế dữ liệu thì chúng ta lại thấy rằng nó không có gì rằng là quá phức tạp, thấy nó quan trọng, nhưng mà thực sự ra thì chúng ta làm cũng được, không cần học, nhiều khi chúng ta làm cũng được, chỉ có điều chúng ta làm một cách cảm tính mà thôi, đúng không ạ? Thì cái phần thiết kế dữ liệu, cái vai trò của nó đó là các anh chị sẽ càng ngày chúng ta càng nhận ra cái tầm quan trọng của nó. Tôi nói bây giờ thì còn sớm, nó qua những cái môn học sau và qua những cái ứng dụng ở thực tế mà ở những môn học cuối cũng như là khi ra trường á thì các anh chị sẽ nhận thấy rõ cái tầm quan trọng nó hơn. Còn bây giờ thì có lẽ là các anh chị là thú vị nhiều cho đến hai cái phần sau mà tôi sắp sửa trình bày ở đây. Một là phần thiết kế giao diện, hai là phần thiết kế xử lý. Là tại vì những cái phần này á là chúng ta không có một cái kiến thức nhiều về nó, chúng ta không có cái kinh nghiệm nhiều về nó. Đứng trước một cái chức năng nào đó chúng ta bỏ đại lên trên màn hình giao diện như thế nào đó, chúng ta cũng cảm thấy rất là lúng túng, không có hiểu rằng là nên có những cái gì ở trên cái màn hình giao diện đó và làm sao cho nó tiện dụng, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái xử lý, thì nhất là những anh chị mà chưa rành về cái chuyện lập trình đó thì là chúng ta lại càng mơ hồ, chúng ta không biết làm như thế nào để cho nó hoạt động được. Thì học đến một cái ngưỡng nào đó rồi thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái phần xử lý thì lại cái phần mà đối với các anh chị là khó khăn nhất hiện nay á, lại là cái phần khá là đơn giản, khá là đơn giản, tại vì nó cứ lặp đi lặp lại hoài luôn nữa, cũng một số cái loại xử lý nào đó, đúng không ạ? Rồi học đến một lúc nào đó thì chúng ta thấy là cái thiết kế dữ liệu của chúng ta đó là cực kỳ quan trọng. Một bài toán mà muốn giải quyết được đó là thiết kế dữ liệu là xong thôi, là xong thôi. Và cái đạt cái ngưỡng cuối cùng, cái ngưỡng cuối cùng thì lại là không phần mà cái thiết kế dữ liệu lại liên quan đến phần giao diện này. Đó là đạt đến một cái lúc nào đó thì các anh chị thấy rằng là cho một cái ứng dụng, ví dụ như là trắc nghiệm, ví dụ hay là lạ chút xíu, một cái ứng dụng bình thường, ví dụ quản lý hồ sơ nhân sự của một công ty, hoặc là ứng dụng cao cấp có thể khó hơn, đó là cái bài toán về thi tuyển sinh đại học hay là cái gì đó. Thì ngoài cái trừ ra cái chuyện là dữ liệu với lại cái chuyện xử lý của chúng ta cũng phải giải quyết, thì còn lại những cái phần mềm mà nó hơn kém nhau á lại chính là cái phần giao diện này. Cái nào nó tiện dụng hơn những người sử dụng, cùng một loại phần mềm thì ai có giao diện tốt hơn thì người sử dụng sẽ có cái ấn tượng tốt hơn. Còn tính thì chắc chắn là phải tính đúng rồi. Cái phần dữ liệu và cái phần xử lý chỉ làm sao cho chúng ta bảo đảm được cái tính đúng đắn, và là bảo đảm được một số cái hiệu quả nhất định nào đó về mặt tốc độ, truy xuất gì đó. Nhưng mà cái phần mà làm cho người sử dụng thú vị và là người sử dụng tiếp xúc gần gũi nhất đối với họ chính là phần giao diện này. Tuy nhiên ở trong cái môn học này thì là cái môn gì nhập môn công nghệ phần mềm thôi, thì tôi cũng sẽ đưa ra một số cái dạng giao diện mà mang chất cơ bản, để trên cái dạng giao diện đó đó thì có thể minh họa trực tiếp cho các anh chị thấy là cái cách thực hiện của nó là như thế nào. Tôi cũng chỉ giới thiệu thêm một số cái dạng giao diện khác gọi là nâng cao hơn, nhưng mà cái dạng giao diện này thì các anh chị chỉ dừng lại ở cái mức độ là chúng ta chỉ thiết kế. Còn cái lập trình đó, thì các anh chị muốn là chúng ta phải có cái thời gian để chúng ta tự tìm hiểu thêm, chúng ta đọc thêm tài liệu rồi chúng ta tìm cách để mà thực hiện nó. Chứ tôi thì không có đủ sức để mà tôi hướng dẫn hết tất cả mọi cái dạng giao diện có thể có, chỉ riêng trong môn học này chỉ là cái môn nhập môn công nghệ phần mềm kia mà. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là với những cái gì mà tôi hướng dẫn trong cái môn này thì các anh chị đủ sức để chúng ta thiết kế và chúng ta có thể nâng cao cái cách giao diện đó mà một cách có hệ thống. Tôi chỉ muốn là như thế thôi. Cái dạng nó sẽ được tương tự, tôi sẽ cung cấp những cái khung đó, mà cái khung đó là cho dù các anh chị nâng cao cỡ nào nó cũng sẽ lọt vào trong cái khung đó. Thì cái phần mà thiết kế giao diện này á, nó sẽ dừng lại ở cái mức độ là tạo ra màn hình giao diện thôi, nhưng mà chưa có chạy được nha. Dừng lại mức độ tạo ra cái màn hình giao diện là chưa có chạy được. Thì cái bản thân của nó xuất phát từ cái môn học của chúng ta đó là cụ thể á, thiết kế giao diện thì tổng quát là từ hồ sơ phân tích ra hồ sơ thiết kế giao diện. Nhưng mà ở đây là chúng ta sẽ đi cụ thể từ cái sơ đồ luồng dữ liệu. Tất nhiên nó không có cái sơ đồ nào mà có đủ hết trơn vậy đâu, mà chúng ta chỉ xét ở đây có thể nó có D1 không, không có D2 ví dụ, hoặc là có D2 không có D1 vân vân, chúng ta không xét cái tầng ở dưới này luôn nữa, đúng không ạ?
Chúng ta cái phần thiết kế dữ liệu chúng ta xét phần này, còn cái phần thiết kế giao diện thì chúng ta xét cái D1, D2 này. Thì đi vào bên trong này á, một cách hệ thống á, là D1 á, những cái gì người ta cần á, là sẽ thể hiện dưới dạng nhập liệu, còn cái D2 á, là thể hiện dưới dạng kết xuất. Còn ngoài ra đương nhiên là cái hay cái dở của mỗi một người khi thiết kế giao diện á, họ chọn cách thể hiện của D1, chọn cái cách thể hiện của D2, rồi họ bố trí trang trí màu sắc đồ này nọ đồ thêm làm sao cho nó hay, hiểu không ạ? Và nội dung ở trong cái phần này chúng ta sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất là màn hình chính, phần thứ hai là cái chức năng khai thác thông tin là liên quan đến tra cứu và thống kê, phần thứ ba là chức năng tiếp nhận thông tin là nói lên cái chuyện thêm xóa sửa, thêm xóa sửa ở trong cái việc đó. Thì với mỗi một cái loại như thế này á, là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách cái khung của cái thiết kế nó ra làm sao, cái khung của cái thiết kế nó ra làm sao. Khung tức là cái nền mà vào trong mỗi một trường hợp là các anh chị phải customize nó lại, chúng ta phải cải tiến, chúng ta phải thích ứng nó lại ở trong cái việc đó. Và trong cái chương này á, thì là tôi sẽ đổi cái cách dạy, không có dạy hoàn toàn ở trên cái slide nữa, không có chuẩn bị sẵn những cái bài sửa phải không ạ, mà ở đây á, tôi sẽ dạy theo cái dạng khác, là tôi chỉ giới thiệu tóm tắt cái lý thuyết, rồi sau đó là tôi minh họa, tôi với các anh chị sẽ cùng làm ở trong cái phim đó, là chúng ta làm sao ra cái màn hình giao diện đó, từ cái khâu thiết kế cho đến là cái khâu thực hiện, và thực hiện là tạo luôn cái màn hình đó, được kiểu mà nó sẽ đổi một chút mà các anh chị chịu khó làm việc cùng với tôi nhiều ở trong cái phần này nha. Rồi thôi chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ đi vào trong cái phần màn hình chính này liền.